hiện tại mình đang cầm là cái mặt kính ngon cảm ứng của Xiaomi Redmi 7. Con này mới ra của Xiaomi luôn các bạn. Trong quá trình mình xài mà có lỡ hình gớt cải kính hoặc là cảm ứng rồi thì nhấn nó rút được rút không thì có thể là máy của mình nó bị lỗi cái kính cảm ứng nha các bạn. Thì con này thay thì thời gian tầm khoảng 2 tiếng đó. Mình thay thì mình có thể mình ngồi mình chờ đó luôn. Còn những bạn ở xa mà không có thành cái thay thì mình vẫn có bán đem về. Các bạn cứ liên hệ số điện thoại bên trên. Mặt kính ngon cảm ứng của Xiaomi Redmi. Quá trình mình xài có lỡ hình gớt, bể kính hoặc là cảm ứng.